Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, các hoạt động tại bệnh viện Al-Shifa lớn nhất của giải Gaza đã phải tạm ngừng do hết nhiên liệu và trang thiết bị y tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết họ đã mất liên lạc với đầu mối tại bệnh viện này. Các hoạt động tại bệnh viện Al-Shifa đã dừng lại do hết nhiên liệu. Một bác sĩ Palestine nằm trong số ít người vẫn còn ở bệnh viện Al-Shifa cho biết bệnh viện lớn nhất Gaza đã biến thành một vùng chiến sự. Họ đã ném bom vào bệnh viện khiến khoa cấp cứu, phòng khám ngoại trú và cuối cùng các tòa nhà trong bệnh viện bị phá hủy. Và bây giờ, bệnh viện hoàn toàn không còn hoạt động nữa. Trước đó, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết Bệnh viện Anshifa đã bị tấn công nhiều lần, dẫn đến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros cho biết tổ chức này đã mất liên lạc với đầu mối tại Bệnh viện Anshifa. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có những báo cáo về các cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở chăm sóc sức khỏe quan trọng này. Theo ông Tedros, đã có một số báo cáo cho biết bệnh viện Anshifa đã bị xe tăng bao vây và một số người chạy trốn khỏi bệnh viện đã bị bắn bị thương hoặc thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới quan ngại sâu sắc về sự an toàn của các nhân viên y tế, các bệnh nhân của bệnh viện, bao gồm cả trẻ sơ sinh cần hỗ trợ sự sống. Mưa lớn ở phía bắc nước Pháp đã khiến cho các dòng sông tràn bờ và gây ngập lụt ở nhiều khu vực với thực trạng mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về hoạt động sản xuất nông nghiệp của nước này. Anh Garten Goose, một nông dân ở thị trấn Same, đã chứng kiến khoảng 30 con gà bị chết trong lũ lụt khi nước dâng cao 1 mét trên cánh đồng của trang trại và 60 cm bên trong chuồng gà trong năm ngày qua. Nhà lạnh, cỏ khô, độ ẩm không tốt cho gà, độ ẩm do lũ lụt gây ra có thể dẫn đến dịch bệnh cho đàn gà một người nông dân khác cũng đang lo lắng với vườn dâu tây trong trang trại của mình. Vườn dâu tây một năm tuổi của anh đã bị mưa lớn tàn phá. Những cây dâu tây có nguy cơ bị oxy hóa, bị bệnh nấm. Đây là những cây một năm tuổi. Vì vậy, tôi lo lắng rằng vụ mùa năm nay sẽ không có sản lượng hoặc sản lượng thực sự đạt mức thấp. Cơ quan dự báo thời tiết Pháp cho biết khu vực Pas-de-Calais sẽ vẫn trong tình trạng báo động đỏ với lũ lụt khoảng 200 trường học trong khu vực đã phải đóng cửa và nhân viên cứu hộ cũng phải sơ tán số lượng lớn gia súc. Nhà chức trách Ireland đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp với nguy cơ núi lửa phun trào sau khi một loạt các trận động đất mạnh đã xảy ra theo thông tin từ cơ quan khí tượng Ireland IMO, gần 800 trận động đất đã được ghi nhận trong ngày 10 tháng 11 với trận động đất nông nhất ở độ sâu 3 đến 3,5 km. IMO cũng đã lưu ý sự tích tụ dung nham dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 5 km. Nếu lượng dung nham này di chuyển hướng lên mặt đất thì điều này có thể dẫn đến một vụ phun trào núi lửa. Các nhà chức trách kêu gọi người dân sơ tán một cách bình tĩnh và nhấn mạnh rằng không có mối nguy hiểm nào sắp xảy ra. Cảnh sát Australia đang điều tra sự cố an ninh mạng nghiêm trọng buộc nhà điều hành DP World Australia phải đình chỉ hoạt động tại các cảng biển của một số bang. Theo Reuters thì vụ vi phạm đã làm ngừng hoạt động tại các bến container ở Melbourne, Sydney, Brisbane và Fremantle của Australia. Cảnh sát Liên bang Australia cho biết họ đang điều tra vụ việc nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. DP World Australia nằm trong tập đoàn cảng khổng lồ DP World thuộc sở hữu nhà nước của Dubai. Điều phối viên an ninh mạng quốc gia Australia cho biết sự gián đoạn có thể sẽ tiếp tục trong vài ngày và sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa qua Australia. Hồ nước ngọt Titicaca, hồ lớn nhất của Nam Mỹ, cung cấp nước ngọt cho 3 triệu người dân đang khô cạn nhanh chóng. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nông nghiệp của khu vực. Các tầng nứt lộ ra ở một phần hồ Titicaca là hình ảnh đáng báo động đối với người dân ở đây. Các giếng nước gần đó cạn kiệt do hạn hán kéo dài và đàn gia súc đối mặt với tình trạng thiếu nguồn thức ăn. Chưa bao giờ tôi chứng kiến hồ Titicaca lại cạn như bây giờ. Điều này ảnh hưởng lớn đến chúng tôi vì không còn thức ăn cho gia súc. Chúng tôi không thể di chuyển bằng thuyền. Bây giờ chúng tôi phải đi bộ. Mưa nước tại hồ Titicaca hiện đang đạt mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Lượng mưa ít kết hợp với đợt khô hạn kéo dài cho thấy đây là hậu quả của hiện tượng thời tiết El Nino kéo dài bất thường.